Trận chung kết giữa thôn Tịnh và thôn Chi bắt đầu. Giải bóng chuyền nữ hơi nữ năm 2023 của Trung Giang ấy, là tranh giải nhân phụ nữ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 1/2. Thế này là trên hình màn ảnh ảnh nhỏ các bạn là phía bên kia là thôn các cầu thủ thôn mới thôn Tịnh, còn phía bên màn ảnh nhỏ bên phía trước mặt các bạn là thôn Chỉ. Hiện nay là thôn các cầu thủ thôn Tịnh, thôn Tịnh dẫn 3-0 rồi. Bóng 4-0 à? Điểm cho thôn Tịnh 4-0. Và cầu thủ của thôn Chỉ đã cứu bóng để bắn ra ngoài, điểm cho thôn Tịnh. Này á. Vâng, cầu thủ số 10 của Hồng Kỳ đã chấm được bóng. Điểm cho Hồng Kỳ 1-4. Trên thái này khiến mình chưa điều đâu. Điểm bóng cho Tôn Thanh và 8-6. Chiếc điều lên này. Chỗ này á, ngã đó. Vâng, cầu thủ của Hồng Kỳ đánh giá hôm qua của Tôn Thanh chỉ 2-4. Đấy, tốt, tốt. Đấy, chị ơi, đấy được rồi, sát đi, khá chắc thôi đấy. Hai mét, hai mét. Lùi đi, lùi đi. Đúng này nhá. Trăm bảy tám. Đấy, hai tay vào đi. Cầu thủ số áo trắng, số áo trắng của thôn Chỉ cũng đập rất là tốt các bạn ạ. Bên đội thôn Tịnh cầu thủ điểm cho thôn Tịnh 9-7. Tốt, cầu thủ số 11 của thôn Tịnh là chậm rồi. Con Trang đánh bóng ra ngoài, điểm cho thôn Phen 17. Đập rất tốt. Thôn Chỉ chắn bóng để bóng đưa ra ngoài, điểm cho thôn Tịnh 7-3. Thế này là ôi, làm vừa đi. Một là không tốt. Đây câu này mà. Mình ra đây một tí. Ra đây. Ra đây. Nguyễn Văn. Bác khán giả. Thế là tình thế giữa Thôn Chỉ và Thôn Tịnh. Thôn Chỉ đang tạm dẫn trước Thôn Chỉ là 9-3. Và đã hết rồi, ý xin mời hai đội ra sân để tiếp tục thi đấu. Vâng ạ, một lần nữa được xin phép và các quyền giả lùi ra thêm một phút nữa để các cầu thủ cứu bóng. Không phải, vâng, cầu thủ cao nhất của đội thôn Chỉ đã mở được quả bóng ghi điểm về cho đội mình 4-9. Thôn Văn đóng bóng điểm cho thôn Trang 8-12. Cầu thủ của thôn Chỉ đã phát bóng ra ngoài, điểm cho thôn Tịnh 10-4. Vâng, Thôn Tịnh đã dẫn trước 14 rồi, hơn 6 điểm rồi ạ.
Cầu thủ của Phan Tịnh, số 10 của Phan Tịnh đập bóng. Phan Trì đưa bóng nhận bóng, bóng bay ra ngoài, ghi điểm cho Phan Tịnh 10-1-4. Vâng, cầu thủ Phan Trì đội vận động viên. Vâng, Khang Trí đóng hơi non, để mất điểm mất rồi. Điểm cho Phật Trì 5-11. Vâng, sau một lần lúc tí bóng, điểm cho Phật Trì, điểm cho Phật Trì 12-5. Vâng, theo ban Con Trang đánh bóng hỏng điểm cho Thôn Then 14-8. Thôn Tình đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thôn Trì 6-12. Vâng. Con Trang đánh bóng hỏng điểm cho Thôn Then 13-6-8. Chào cũng chạy luôn nè. Vâng, đội Thôn Trì đã ghi được điểm, vượt quả bỏ 7-13. Vâng, số 11 của Phan Tịnh đã ghi điểm về cho đội mình 14-7. Theo ban quản, ban tổ chức trọng tài thấy hai đội có hai ông huấn luyện viên rất nhiệt tình. Quân Sang đã hỏng điểm cho Thôn Then 14. Cầu thủ của Thôn Trì đã dính lưới, vì vậy điểm cho Thôn Tây 15-7. Điểm cho Thôn Trang 10-16. Rồi sau nỗ lực kỳ bóng, cầu thủ số 11 của Thôn Tịnh bỏ bóng không qua, điểm cho Thôn Trì 8-15. 11-6. Sau một quả ghi điểm, đội Thôn Trì đã mất điểm. Phát bóng hôm qua, điểm cho Thôn Tịnh 16-8. Điểm số 11 của Thôn Tịnh đã ghi điểm cho về cho đội 17-8. Tiếp cho Thôn Then 17-11. Là căng. Và cắm. Và lưới. Trọng tài xác định bóng đá ra ngoài, điểm cho Thôn Tịnh 18-8. Vâng, Thôn Tịnh để bóng, điểm 9-18. Thôn Then đánh bóng hỏng, điểm tiếp cho Thôn Trang 12-16. Vâng, Thôn Trì chắn bóng để bóng rơi trong sân, điểm cho Thôn Tịnh 19-9.
điểm cách xa như thế này, Thôn Trì có đủ kịp hay không? Với tỷ số 29. Sơn Trang đánh bóng hỏng, điểm cho Thôn Then 17-13. Thôn Thôn Tình để bóng hơi tự do. Thôn Trì đã ghi được điểm thêm một điểm nữa là 11-20. Vâng, Thôn Tình đã bóng ra ngoài, điểm cho Thôn Trì 12-20. Còn 8 điểm nữa sẽ kịp thôi. Mười hai ba 20 điểm cho Thôn Trì. Và Thôn Tình cố lên. Điểm tiếp và Thôn Trì cũng cố lên. Tỷ số xét thứ nhất, Thôn Tình và Thôn Trì. Với năm ngoái được giải rồi. Năm ngoái được giải rồi, năm nay phải nhiều Thôn Trì nhá. Em phát biểu nhưng mà bây là chỉ có ý kiến và phát biểu. Bí thư cho ý kiến là cảm tưởng cái trận hiệp thứ nhất này thế nào? À, vì cái này nó khác nhau về cái trình độ. Các cầu thủ đánh rất tốt và đánh đúng như là chiến thuật của ban huấn luyện đấy, đề ra đúng không? Mà Thôn Tình nó là chỉ có nhà nhất thì không có nhà gì. Đấy. Xin mời các đội ở lại nhận giải thưởng. Hiệp thứ hai bắt đầu. Vâng, điểm cho Thôn Tình 1-0. Thôn nào mà không ở lại không được giải. Thôn Then đánh bóng hỏng, điểm cho Thôn Tình đã bóng tốt, điểm cho Thôn Tình 2-0. Thôn Then đánh bóng hỏng, điểm vâng sau sự nỗ lực cứu bóng không qua, điểm cho Thôn Trì 1-2. Thôn Trang đánh bóng hỏng, điểm cho Thôn Then 19-18. Vòng hiệp thứ hai này, Thôn Trì ở phía trước màn ảnh có nhỏ các bạn ở sân bên sân bên này, còn Thôn Tịnh ở phía bên kia sân ở màn nhà nhỏ các bạn. Vòng hiệp thứ nhất là Thôn Tịnh đánh bóng hỏng, thắng với tỷ số 21-12. Vòng hiệp thứ ba là đang hiệp thứ hai là 3, tỷ số là 3-1 ngay về đội Thôn Tịnh. Đây đi trọng tài dừng một tí, đồng chí Kiểu buộc lại cái quạt ten đấy. Đấu. Vâng, Thôn Tịnh bắt đầu tiếp tục ghi điểm 4-1. Con Trang đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thôn Then 21-19. Vâng, nhờ được sự quan tâm của các nhà hảo tâm và nhân dân Thôn Tịnh, sẽ thưởng nóng cho cầu thủ xuất sắc Thôn Tịnh là
bà Hoàng Thị Nim 500.000 đồng. Tiền nhân ở số bà Hải nhá, Nguyễn Thị Hào Hằng nhá. Vâng, cầu thủ Lâm Kỳ đập bóng ra ngoài điểm cho Thất Tinh. Cầu thủ Hốt Kỳ không số áo trắng ấy. Vâng, đập cũng rất là tốt. Sáu ba điểm cho Thôn Tây. Vâng, lại tiếp tục số 11 Hoàng Thị Nim của Thôn Tây đập một quả bóng rất đi lực. Bóng chạm tay của Thôn Tây, Thôn Trì bay ra ngoài. Tiếp tục ghi điểm. Vâng, Thôn Ba Trì ghi điểm. Đổi điểm cho Thôn Trì. 4-6. Thôn Tên đánh bóng hỏng điểm cho Thôn Trang 1-0. Vâng, cầu thủ của Thôn Tịnh đỡ bóng để bóng đưa ra ngoài, bay ra ngoài điểm cho Thôn Trì 5-6. Một điểm nữa thôi, Thôn Trì sẽ cân hòa tỷ số. Hỏng điểm cho Thôn Trang 2-0. Bắt con bên kia. Thôn Then đánh bóng hỏng điểm cho Thôn Trang 3-0. Gần sau những quả ký thua ngoài một của hai đội điểm cho Thôn Then. Thôn Trì đã đánh bóng chặt tay ra ngoài tỷ số 7-5. Nghiêng người phân tích. Thôn Tân đánh bóng hỏng điểm bóng cho Thôn Trang 4-1. Tám năm điểm cho Thôn Tịnh. Cầu thủ đúng là cầu thủ xuất sắc của Thôn Tịnh, chủ công chính. Thì Thôn Trang đánh bóng ra ngoài điểm cho Thôn Tịnh 2-4. Vâng, sau lời khen của tôi thì cầu thủ số 11 đã phát bóng ra ngoài điểm cho Thôn Trì 6-8. Thôn Đen bỏ bóng tự do điểm bóng cho Thôn Trang 5-2. Thôn Trang đánh bóng ra ngoài điểm cho Thôn Đen 5-3-5. Vâng, số 10 của Thôn Trì đập bóng ra ngoài điểm cho Thôn Tịnh 9-6. Thôn Trang đánh bóng điểm bóng cho Thôn Trang 6-3. Mày ra. Điểm bóng cho Thôn Then 4-6. Vâng, trọng tài cho quả đánh lại quả này bởi vì bóng chưa rơi xuống đất. Đấy, đánh cái tên lên đấy ạ.
điểm cho thôn Then 5-6. Vâng, cầu thủ không số của Thôn Trì đã được bóng không qua. Điểm cho Thôn Tinh 6-6. Vâng, cầu thủ Thôn Tinh đã phát bóng ra ngoài điểm cho Thôn Trì 70, cách biệt 3 điểm. Liệu Thôn Trì có cân bằng tỷ số không? Thôn Trang đánh bóng hỏng điểm cho thôn Then 7-6. Đánh bóng ra ngoài điểm 7-7. Vâng, cầu thủ của Thôn Trì đã đánh bóng ra ngoài điểm cho Thôn Tinh 11-7. Quan sát của tôi, tỷ số giữa hai đội Thôn Tinh đang tạm dẫn trước Thôn Trì với tỷ số 11-7. 12-7. Điểm cho Thôn Trì. Điểm cho Thôn Tinh. Chết rồi. Vâng, đánh bóng không hiểu ý nhau. Đội Thôn Tinh đã ghi dẫn điểm trước 13-7. Mười bốn bảy điểm cho Thôn Tinh. 5 set hay là 2 set đây? Điểm bóng cho thôn Trang. Quả đẹp. Vâng, Thôn Trì đập quả bóng rất đi lực, ghi điểm về cho đội Thôn Trì 8-14. Ấy, vâng, giữa luôn. Cầu thủ số 1 của Thôn Trì quan sát trong sân đã bỏ ghi điểm cho đội mình. Rồi cầu thủ Thôn Tinh phát bóng hôm qua điểm cho Thôn Trì 9-15. Bóng đang đấy. Vâng, cầu thủ số 2 của Thôn Trì bỏ bóng hôm qua điểm cho Thôn Tinh 16-9. Bỏ được tốt đấy, nhà quan không mạnh tí đâu, ăn không hai một cái tát bốn đè vào đi mà chốt đi giả đâu chào đâu phải nó biết phải là phải đang đấu. Vâng, một quả bóng rất kịp thời đến một phút cuối để bóng rơi là đội Thôn Trì. Đội Thôn Trì ghi điểm 17-9. Tôi cho tức cái hậu ca này đâu mà. Nó mày giả mình đi xúc nè. Thôn Thôn đánh bóng hỏng điểm cho Thôn Trì. Quả đập của đội Thôn Trì đã cứu được bóng và hiện tại bóng. Vâng, một quả chắn bóng rất đi.
cứ đánh đi. Mấy hào cấy là cái tay đứa mới nè. Lén bên, hai thôi. Bảo tao lén bên. Bây giờ là thua tao. Một quả đặt, tôi không quăng nhưng mà đã ghi điểm rồi. Cho đội Xuân Phù, mưa ơi mưa táp. Alo, em một quả chắn để bóng bay ra ngoài. Ghi điểm về đội Xuân Phù. 19-10. Hai người là chết. Đâu hai người đây này. 20-10 điểm cho Xuân Phù. Một quả bóng quyết của số 11 Xuân Phù đã ghi điểm cho đội Xuân Phù 12-20. Thôn Trang đánh bóng ảo điểm cho Thôn Trang 13-9. Nổ vỡ mà bắt đầu phải đóng mình hiền thế hiền các bạn ạ. Mà nó cố lắm mình phải biết để chứ. Thảo không? Vâng, quả kết thúc trận đấu. Trận chung kết Thôn Trang đánh bóng 10 phút. Tình và đội Thôn Trì hơn 21-10. Về trong cuộc là đội Thôn Tùng thắng. Đội Thôn Tùng giải nhất, đội Thôn Trì giải nhì. Trần Thôn, ý kiến của Thôn hôm nay là thế nào? Trận hôm nay cảnh đáng nhất tuyệt vời. Trận này là thế nào? Đánh nó có nhiều khó khăn lắm không? Nói chung là các bạn đánh tốt mà bên Thôn Trì cũng tốt lắm. Nhưng mà rất tiếc là họ thua họ luôn. Không, họ chỉ cần một công thôi là bọn cháu đánh được lại. Đúng rồi. Thôn Trì trẻ tương lai đấy ạ. Nhưng mà ôi thôi, bác là như thế được rồi, bác quá tuyệt vời đấy. Chị em các chị em thế là tuyệt vời rồi, thì cố gắng lắm rồi đúng không? Vậy là thôi, cùng với các chị các em như thế là tốt rồi. Thắng rồi đâu rồi, ai thắng nào muốn đánh cả ai thua cho như thế rồi, ai thua cho chụp ảnh đi thắng rồi.